Ngày thi đấu thật là cam go và với rất nhiều những cái trận đấu vô cùng căng thẳng, chúng ta đã tìm ra nhà vô địch giải thi đấu Hero Cup Championship trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là Văn Thi. Và ngay bây giờ thì Văn Thi em sẽ được phỏng vấn nhà vô địch của chúng ta. Câu hỏi đầu tiên, em cảm thấy thế nào khi tham gia giải đấu Hero Cup này? Thật sự thì đây cũng là lần đầu tiên em tham gia Hero Cup trên máy tính, và em cảm thấy game khá là mượt, và đặc biệt là có tuy là chỉ mới test trong vòng gần như là một tuần thôi, nhưng mà không những là mình mà còn có rất là nhiều anh em có kỹ năng khá là tốt, nhưng mà mình khá là do may mắn thôi. Rất là tuyệt vời và một câu trả lời rất là khiêm tốn của Văn Thi. Trong tương lai nếu như Hero Cup có mở thêm những giải đấu khác thì không biết là Văn Thi sẽ sẵn sàng tham gia tiếp và sẵn sàng bảo vệ chức vô địch của mình chứ? Dạ, thật sự thì em rất là thích đối kháng với tất cả anh em để càng ngày càng nâng cái trình độ của mình lên, chứ không muốn dừng lại một điểm và không thích ăn mì quá khứ. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, đó là cái phương châm của nhà vô địch của chúng ta. Cảm xúc của bạn ra sao khi đã giành được chức vô địch trong ngày hôm nay, và bạn có thể chia sẻ một chút bí quyết của mình để bạn cùng với tất cả những bạn chơi khác có thể chơi được Hero Cup tốt nhất hay không, hay là mẹo của bạn khi chơi Hero Cup là gì, có thể chia sẻ một chút về cái cảm xúc và những cái mẹo đó hay không? Mẹo về Hero Cup, nếu như mà anh em thi đấu cá nhân thì mình nên dùng con Kari hoặc là nên dùng con Bi, vì tốc độ của con Bi thì khá là nhanh và anh em có thể vừa check map và anh em xem thường thì chúng ta không, nếu như anh em có máu thì chúng ta có thể đi tìm người mà giết, còn nếu như không thì anh em có thể đợi những người khác đánh nhau rồi khi mà cần thấy máu anh em có thể vào KS, hoặc là có thể giết được người để nhặt máu của người đó và đánh được người khác. Và cảm xúc của bạn lúc này như thế nào, và bạn muốn giành cái chức vô địch này và giải Q nhiều nhất này dành tặng ai, và sau chức vô địch này thì bạn sẽ dành tặng cái món quà này và dành cái sự đặc biệt này cho ai đầu tiên ạ? Nếu như mà dành cá nhân thì là cho kỹ năng của mình cao, nhưng mà cũng không thể nào mà không nhắc đến đồng đội của mình cũng đánh khá là hay, và nhiều đồng đội của mình đánh khá là máu và cảm thấy máu và mình ca hết, cho nên là mình có thể sắp xếp được cuối cùng và đạt giải, cho nên là giải này là dành cho đồng đội, và cảm xúc của mình đến bây giờ thì khá là vui, tuy là chỉ có một mình nhận giải thôi nhưng các anh em cũng rất là vui. Rất tuyệt vời và cảm ơn Văn Thi. Chúc cho em sẽ có thật nhiều sức khỏe và trong những giải đấu tiếp theo sẽ tiếp tục đạt những cái thứ hạng cao cùng với em. Cảm ơn em rất nhiều.